Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn hoạt động trải nghiệm lớp 3 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên kênh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn hoạt động trải nghiệm lớp 3 của bộ sách Cánh Diều. Chúng mình sẽ thực hiện một số hoạt động trong bài 7 cũng là tuần 7, hoạt động giáo dục theo chủ đề sở thích của em. Đến với môn hoạt động trải nghiệm trong tuần thứ 7 này, chúng ta cũng sẽ có 3 tiết. Tiết đầu tiên sẽ là tiết sinh hoạt dưới cờ. Sau khi ổn định hàng ngũ và nghe các thầy cô giáo tổng phụ trách đội nhận xét một tuần vừa qua và phát động phong trào thi đua của tuần tới, thì chúng ta sẽ tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đây cũng là một ngày lễ rất là lớn để tôn vinh người phụ nữ. Và chúng ta sẽ nghe kể chuyện về những tấm gương phụ nữ Việt Nam tiêu biểu. Đây là một hoạt động sinh hoạt dưới cờ và để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chúng mình sẽ chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc để biểu diễn trong buổi sinh hoạt dưới cờ này. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta tiết thứ hai, đó là sinh hoạt theo chủ đề sở thích của em. Và đến với tiết này, chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Và chúng mình hãy quan sát tranh trên màn hình và cho thầy biết những bạn nhỏ trong hình ảnh trên có những sở thích gì. À, khi quan sát lên các bức hình trên màn hình đúng không? Chúng mình thấy các bạn nhỏ đều có những sở thích và có những bạn có sở thích nhiều bạn có sở thích giống nhau đúng không? Và chúng mình hãy kể cho thầy một số sở thích mà chúng ta quan sát được có trên màn hình nào. À, đúng rồi. Đầu tiên chúng mình thấy một số bạn sẽ có chung sở thích đó là đá bóng đúng không? Bức hình thứ hai chúng ta thấy một số bạn sẽ có sở thích đó là gì? À, đúng rồi, có thể là chơi đàn. Đàn thì có nhiều loại đàn đúng không? Piano, organ và guitar. Có một số bạn chỉ sở thích đó là gì? Đúng rồi, có thể là múa đúng không? Một số bạn thì có sở thích đó là, đúng rồi, chơi cờ. Một số bạn thì có sở thích chính xác đó là vẽ đúng không? Vậy thì nhìn vào những bức hình trên màn hình, chúng mình thấy có nhiều sở thích đúng không? Mà bên cạnh đó chúng ta cũng có thể thấy là gì? À, nhiều bạn đều có chung một một sở thích đúng không? Và chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo, đó là phần khám phá. Chúng mình sẽ khám phá chiếc hộp sở thích. Chúng ta sẽ có 6 chiếc hộp. Bây giờ chúng mình có thể quan sát ra tranh trong sách giáo khoa cũng như tranh trên màn hình đúng không? Đây là những chiếc hộp chúng ta sẽ phải chuẩn bị trước. À, và chúng mình sẽ chuẩn bị là 6 chiếc hộp và các mảnh giấy màu. Tiến hành là viết tên và sở thích của em vào những mảnh giấy, xếp mảnh giấy vào chiếc hộp có nội dung tương tự. Ở hoạt động này chúng ta sẽ phải chuẩn bị 6 chiếc hộp viết những sở thích. Ví dụ như là sở thích môn thể thao, trò chơi em thích. Hộp thứ hai màu xanh này chúng ta thấy là trang phục em thích. Hộp thứ ba chúng ta thấy là loài vật em thích. Hộp màu hồng bên dưới đây chúng ta thấy là món ăn em thích. Hộp màu xanh da trời chúng ta thấy đó là môn học em thích. Và hộp màu vàng là những sở thích khác. Và sau khi chuẩn bị 6 chiếc hộp này, chúng ta sẽ viết tên sở thích của em vào những mảnh giấy. Sau đó chúng ta sẽ bỏ vào những hộp mà chúng mình đã chuẩn bị trước. Nếu như chúng mình sẽ có sở thích đó là môn thể thao em thích đúng không? Thì chúng ta sẽ viết môn thể thao em thích đó là môn bóng đá, bỏ vào chiếc hộp đó là môn thể thao em thích. Một số bạn thì sở thích đó là gì? Trang phục đúng không? Thì chúng ta viết sở thích trang phục và chúng ta bỏ vào hộp trang phục.
Nào, bây giờ chúng mình hãy viết sở thích xong đó bỏ vào những chiếc hộp này nhé. Sau khi viết được những sở thích và chúng mình bỏ vào những chiếc hộp có tên sở thích bên ngoài, bây giờ chúng mình sẽ đến với hoạt động tiếp theo, đó là chúng ta sẽ đọc sở thích của mỗi bạn. Ở đây chúng ta có thể quan sát tranh trên màn hình. Chúng mình thấy hình ảnh vẽ đó là gì? À, đúng rồi. Một bạn nam đang mở những chiếc hộp có viết các cái mẩu giấy mà sở thích lúc nãy chúng ta vừa viết, đúng không? Và bạn ấy đọc to sở thích. Ở đây chúng mình thấy là bạn Hoa thích đọc sách, đúng không? Và ở đây thì chúng ta thấy là khi mở những chiếc hộp ra thì sẽ có nhiều nhiều cái sở thích khác nhau. Ví dụ ở đây chúng ta có thể thấy bạn Hoa thích đọc sách, bạn An thích trang phục, đúng không? Hoặc là bạn My thích động vật, vân vân. Đó là những cái mẩu giấy mà chúng ta đã viết sở thích vào trong các cái hộp. Và sau khi đọc xong các cái mẩu giấy thì chúng mình sẽ tìm và kết bạn theo nhóm cùng sở thích. Tức là chúng ta sẽ, à đúng rồi, tìm những bạn có chung sở thích. Ví dụ như chúng mình có chung sở thích về thể thao thì chúng ta sẽ tìm bạn và kết bạn, đúng không? Và ngoài ra chúng ta sẽ tìm những bạn cùng sở thích, ví dụ như trang phục thì chúng ta sẽ tìm những bạn có chung một sở thích như vậy. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với hoạt động, đó là trò chơi phóng viên nhí. Quan sát đến bức tranh thì chúng ta thấy là hình ảnh vẽ các bạn đang quan sát, đúng không? Và có hai bạn học sinh đang tập làm phóng viên. Ở hoạt động này chúng mình sẽ tập làm phóng viên phỏng vấn sở thích của bạn trong lớp, và chúng mình sẽ thảo luận để xây dựng hoạt động của nhóm cùng sở thích. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta tập làm phóng viên phỏng vấn sở thích của bạn trong lớp. Thì để làm được phóng viên phỏng vấn sở thích của bạn ở trong lớp thì chúng ta sẽ phải có một số câu hỏi để mà hỏi bạn, đúng không? Ví dụ ở đây thầy sẽ đưa lên một số câu hỏi để cho chúng ta vận dụng vào, và khi làm phóng viên chúng mình sẽ hỏi nhé. Ví dụ như là bạn thích làm gì vào những lúc rảnh rỗi? Và chúng ta cũng có thể hỏi bạn đó là bạn thích môn thể thao nào? Rồi bạn thích loài vật nào? Và bạn thích học môn nào nhất? Vân vân. Ở đây là một số câu hỏi mà khi chúng ta làm phóng viên sẽ hỏi bạn. Nào, bây giờ chúng mình thử dừng video và hỏi bạn, hoặc là hỏi bạn bè, hoặc là hỏi anh chị, bố mẹ. Chúng mình có thể vận dụng những câu hỏi mà có trên màn hình. Chúng ta sẽ nhờ người thân hỏi và nhờ người thân làm phóng viên và hỏi chúng mình. Và khi chúng ta đã hỏi xong thì chúng ta có thể chia sẻ với bố mẹ, anh chị, bạn bè nhé. Ở đây thì thầy sẽ chia sẻ cho chúng ta một số câu hỏi trong phần phóng viên nhí như sau. Đó là chúng mình sẽ hỏi, ví dụ như đầu tiên chúng ta có thể đến và xin chào bạn, mình là phóng viên đến từ, có thể là từ lớp A, lớp B, hoặc là từ bàn 1, bàn 2, tổ 1, tổ 2. Và chúng ta có thể hỏi bạn có thể dành một ít thời gian để tham gia phỏng vấn cùng chúng mình không ạ? Và sau đó thì chúng ta có thể đặt ra một số câu hỏi như lúc nãy thầy vừa hướng dẫn. Bạn có thể chia sẻ về sở thích của mình cho tôi và các bạn khác biết được không ạ? Khi lên thì chúng ta có thể phỏng vấn bạn như vậy. Trước khi lên thì chúng ta cần phải chào, đúng không? Và tự giới thiệu, mình là phóng viên, mình đến từ lớp, đến từ trường, có thể đến từ tổ, có thể đến từ bàn, đúng không? Và chúng ta sẽ đặt ra một số câu hỏi như bạn thích môn thể thao nào và bạn thích loài vật nào, và sau đó bạn khác sẽ trả lời. Và chúng mình sẽ đến với câu hỏi số 2 trong phần trò chơi phóng viên nhí. Chúng ta sẽ thảo luận để xây dựng hoạt động của nhóm cùng sở thích. Hoạt động của xây dựng nhóm cùng sở thích ở đây đó là chúng ta sẽ có chung một sở thích, đúng không? Vậy thì để thảo luận xây dựng hoạt động của nhóm cùng sở thích, chúng ta sẽ phải làm như thế nào?
Muốn xây dựng hoạt động của một nhóm cùng sở thích thì chúng mình cần phải tổ chức các buổi sinh hoạt, đúng không? Họp nhóm về sở thích đó. Ví dụ như chúng ta có sở thích về đá bóng thì chúng ta phải thường xuyên sinh hoạt họp nhóm về sở thích đó. Ví dụ như chúng ta có sở thích về đọc sách, chúng ta cũng thường xuyên phải họp nhóm và sinh hoạt. Rồi chúng mình sẽ gì? Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng trong nhóm, tổ chức các buổi giao lưu, đúng không? Và dựa vào đây chúng ta sẽ thảo luận xây dựng hoạt động của nhóm cùng sở thích. Bây giờ chúng mình thử thảo luận xây dựng hoạt động của nhóm cùng sở thích, sau đó thầy sẽ chia sẻ lên một buổi thảo luận của một nhóm cùng sở thích cho các bạn tham khảo. Ở đây thì chúng ta có thể là tập hợp những bạn có cùng sở thích về thể thao, cùng sở thích về thời trang, hoặc là cùng sở thích về các loài động vật, đúng không? Thì chúng ta có thể sinh hoạt, có thể là tổ chức những buổi chia sẻ kinh nghiệm. Và bây giờ thầy sẽ đưa lên một số ví dụ để cho chúng ta dễ hình dung. Ví dụ ở đây chúng mình thấy là có nhóm thích đọc sách thì chúng ta sẽ có những cuộc xây dựng và thảo luận, đó là cùng nhau thành lập hội thích đọc sách của lớp. Đầu tiên chúng mình cần phải thảo luận để mà thành lập một cái hội thích đọc sách của lớp rộng hơn nữa thì của trường, đúng không? Và chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ những cuốn sách hay để các bạn khác có thể biết và tìm đọc. Và chúng mình sẽ đặt mục tiêu đó là mỗi tháng đọc ít nhất một cuốn sách. Đây là một chia sẻ của một nhóm cùng sở thích, đó là đọc sách. Dựa vào đây chúng ta có thể chia sẻ với các bạn cùng một nhóm, ví dụ như thể thao cũng tương tự như vậy. Chúng mình cần thành lập, sau đó là chia sẻ kinh nghiệm, rồi đặt mục tiêu, rồi chúng ta sẽ tổ chức những cái buổi giao lưu kinh nghiệm, đúng không? Tiếp theo chúng mình sẽ đến với tiết thứ ba trong buổi sinh hoạt lớp tuần thứ bảy, đó là chúng ta sẽ tham gia trò chơi yêu thích. Đây là một tiết sinh hoạt lớp. Chúng mình sẽ được các bạn nhận xét một tuần vừa qua và tổng kết lại một tuần và phát động trong tuần tới. Và trong tiết sinh hoạt này chúng ta sẽ tham gia trò chơi yêu thích. Chúng mình sẽ kể tên một trò chơi mà em yêu thích, tìm những người bạn có chung sở thích về trò chơi đó, cùng các bạn tham gia trò chơi với sự hướng dẫn của thầy cô. Vậy thì đầu tiên chúng mình hãy thảo luận và cho thầy biết là một số trò chơi mà em yêu thích nào. Quan sát hình ảnh bức tranh số 1, số 2, số 3, số 4 ở trên màn hình cũng như trong sách giáo khoa, đúng không? Chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều trò chơi mà chúng mình rất là yêu thích. Có thể những trò chơi trong lớp, có những trò chơi ngoài sân trường. Trò chơi bịt mắt, bắt dê này, đúng không? Trò chơi là mèo đuổi chuột này. Rồi trò chơi nhảy co này, đúng không? Và một số trò chơi khác như kéo co, đúng không? Và rất là nhiều trò chơi. Và như vậy thì chúng ta có thể kể ra cho các bạn và thầy cô tham khảo nhé. Bây giờ chúng mình sẽ tìm những bạn có chung sở thích về trò chơi đó. Vậy thì chúng ta sẽ phải tìm những bạn có cùng sở thích, đúng không? Về những cái trò chơi. Thì ở đây chúng mình có thể tìm xem là hỏi bạn xem là bạn thích chơi trò chơi nào. Hoặc là khi chơi thì chúng ta có thể thấy bạn đến chơi như vậy thì chúng ta có thể là tìm thêm những sở thích. Và khi tìm được bạn chơi thì chúng ta sẽ tham gia trò chơi. Muốn tham gia được trò chơi thì chúng mình cần phải làm gì? Đúng rồi. Muốn tham gia được trò chơi chúng ta cần phải thành lập một đội, đúng không? Phải có người trọng tài, đúng không? Và khi thắng cuộc thì được tuyên dương hoặc là được một số phần quà, đúng không? Đây là một tiết sinh hoạt lớp và chúng ta sẽ được tham gia những trò chơi mà chúng mình yêu thích. Thầy sẽ không hướng dẫn kỹ cho chúng ta ở phần hoạt động này. Và còn một phần hoạt động nữa, đó là hoạt động vận dụng. Chúng ta sẽ chia sẻ với bố mẹ và người thân về sở thích của mình. Ở đây thì chúng ta có thể về kể cho bố mẹ nghe và về sở thích của mình cho mọi người biết. Và từ đó mọi người có thể là có những người trong gia đình sẽ cùng chung sở thích với chúng ta, đúng không? Vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài sở thích của em tuần thứ bảy, môn hoạt động trải nghiệm lớp 3 của bộ sách Cánh Diều.
Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo lên những video tiếp theo nhé.